ơi, một phát chết luôn ạ. Nó nổ phát chết luôn kìa. Rồi. Một bản mất mạng ạ. Cứ một game thì để game này mình thua, mình sẽ bỏ ghi đú nhá. Game này thua thì mình sẽ có một lượt ghi đú. Thì game này các bạn để trước ông bát mình đỉa tầm 3 bắn là chơi quá đẹp luôn. Thì con Phoenix mình đỉa 3 phát là nó chết luôn. Trời ghê chưa. Rồi hay quá. Đấy cứ giúp như này. Từ từ là đẩy nhá. Từ đẩy nhá. Mạnh nó. Một phát là chết luôn đây. Không phải là chết này. Bây giờ chưởng vẫn nào là thật nào là thuộc mất đấy. Đây cái
luôn ạ. Nó nổ phát chết luôn kìa. Rồi. Một bản mất mạng ạ. Một bản mất mạng ạ. Sướng quá. Con này các bạn nhá, con này các bạn phải chơi kiểu là khổ trước sướng sau ấy. Con này các bạn phải chơi khổ trước sướng sau mới sướng nhá. Một nửa cái màu ạ. Tiếp từ một nền một nửa cái màu ạ. Nhưng mình thấy thì bản theo anh ad bản khá hay game này chỉ có là la nó tả nhá các bạn nhé.